Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Linh Hồn Người Tình qua giọng đọc Định Soạn. Liễu Huệ đứng lấp lo mãi mà vẫn chưa dám gọi vào bên trong, khi lòng dạ của cô đang nóng giận không thể chờ đợi thêm được nữa. Bên trong, anh chàng Thanh An đang say sưa giảng bài cho các học sinh đang chăm chú lắng nghe. Chính điều đó đã khiến cho Huệ không dám lên tiếng. Chợt An đưa mắt nhìn ra ngoài, Huệ cố gọi đủ cho anh nghe. Cậu An. Thanh An đã nhìn thấy, anh vội chạy ra ngoài, tỏ vẻ ngạc nhiên. Em đi đâu giờ này mà lại ở đây? Liễu Huệ đưa nhanh cho An một cuốn sổ nhỏ. Có lời nhắn của cô Trúc Quỳnh ở trong đó, và cậu phải mau theo em, kẻo không có kịp. Xưa nay An và Quỳnh vẫn thường liên lạc với nhau qua cuốn sổ này, và dĩ nhiên người làm cầu nối là Liễu Huệ. Thấy thái độ của Huệ, Thanh An hiểu là có chuyện hệ trọng, anh hỏi nhanh. Có chuyện gì vậy Huệ? Huệ không đáp, kéo mạnh tay anh và lôi đi. Đi nhanh lên kẻo không có kịp đâu anh. An khựng lại. Làm sao tôi có thể đi được lúc này? Lớp học đang còn. Lớp gì cũng phải bỏ, nếu không cậu sẽ hối hận không có kịp đâu. Huệ vùng bỏ chạy, còn An đang lúng túng chưa biết phải làm sao, thì may có một thầy giáo khác từ bên ngoài bước vào. An mừng rỡ. Anh Phùng, anh dạy giùm tôi tiết học này với, tôi có việc nhà quá gấp. Thầy Phùng gật đầu. Cũng được, nhưng mà ngày mai anh phải dạy bù cho tôi đấy. Thoát ra được, An phóng nhanh theo Liễu Huệ. Phải hơn nửa đường anh mới bắt kịp. Chuyện gì nói nhanh cho tôi nghe đi. Huệ càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa rục. Lẹ lên, cái cậu này chậm như rùa vậy. Thấy không khai thác được gì thêm, Thanh An cố chạy nhanh hơn. Lát sau đã tới trước ngôi nhà to nhất vùng, nhà đốc phủ vệ. Từ bên ngoài, An đã nghe tiếng huyên náo lạ thường ở bên trong, nên có ý rụt rè, chưa dám bước vào ngay. Liễu Huệ lại rục. Nhanh lên cậu. Bằng cửa hầm, An đã theo Huệ vào bên trong. Đây là căn nhà mà từ 3 năm qua An đã cho học. Nhưng bởi kiếp ăn nhờ ở đậu, nên lúc nào đi xa anh cũng phải khép nép. Mặc dù có một người trong nhà này thân thiết còn hơn cả ruột thịt. An nghe tiếng gào của bà phụ. Cũng tại ông hết, ép nó làm gì để bây giờ nó đóng cửa nhà trốn biệt, không ra mà cũng chẳng màng đến ăn uống. Bộ ông muốn hại con mình đến chết hay sao? Không nghe tiếng của ông đáp lại, An hơi yên tâm. Bởi thật lòng mà nói, mỗi khi phải giáp mặt ông là An thấy lo lắng. Nhìn thấy An trở về, bà phụ như chết đuối vớ được phao. Còn Quỳnh ở trong đó, con gọi nó giùm bác đi. An chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng cũng gọi lớn. Quỳnh, Quỳnh. Bấy giờ có tiếng của ông phủ về. Hãy để đó cho tao. Ông ta vốn không có tình cảm với An, ai trong nhà cũng hiểu điều đó, nên vừa nghe ông nói như vậy thì cả bà phụ và Liễu Huệ đều liếc nhìn An, ngầm bảo An hãy lùi ra. Nhưng trong lòng anh chàng đang sôi lên nỗi lo sợ, nên anh đã quên đi cả sự có mặt của Khắc Tinh bên cạnh. Vẫn cất tiếng gọi Quỳnh ơi. Vẫn không nghe có tiếng đáp lại từ bên trong, nên lúc này bà phụ mới là người sốt vó. Bà gào lớn, tông cửa vào đi. An chưa dám làm thì đã có tiếng của ông phụ. Mấy đứa kia đâu, mày đập bung cửa ra cho ông. Có lệnh của ông, hai tên lính vệ dùng hết sức đập bung cánh cửa gỗ kiên cố. Cửa vừa bật ra thì cùng lúc đó có tiếng hét thất thanh kinh hoàng. Trời ơi. Ở trong phòng, xác của Trúc Quỳnh đang treo lơ lửng giữa trần nhà. An là người nhào vô vào trước, anh chụp lấy đôi chân của nàng đỡ lên. Nhưng lúc đó anh đã cảm nhận được rằng mình đã về quá trễ. Trúc Quỳnh đã chết. Bà phủ như bị điên loạn, ôm xác của con, bà xỉa xói về phía chồng. Ông đã là người giết con, chính ông phủ vậy ơi, chỉ vì ông ép nó. Có lẽ do sợ vợ nói ra cái điều mà ông không mong muốn, nhưng trong lúc này lòng ông cũng đang rối bời, nên lời ngăn cản chỉ mang tiếng chiếu lệ. Chuyện đó mà cũng nói. Bà phụ đứng nước lại càng gào to.
Tôi nói rồi, chuyện gì cũng phải từ từ mà tính. Ông lại quyết liệt ép nó, cũng chỉ vì cái bên khốn nạn đó. Nó nói gì cũng nghe, để đến cái nông nỗi này. Vừa lòng chưa ông? Ông ở lại đó mà sống, tôi chết theo con. Quỳnh! Thi thể của Trúc Quỳnh còn chưa lạnh, chứng tỏ rằng nàng mới tắt thở chưa lâu. Lúc này Liễu Huệ vừa khóc vừa nói: em đã giục cậu đi mau rồi mà cũng không có kịp. An bây giờ mới hiểu ra, Liễu Huệ tới gọi anh gấp là lúc Trúc Quỳnh đã vào trong phòng, đóng cửa lại để tránh mặt đám người của nhà đại phú gia họ Đoàn, những người mà ông phủ với quyết tâm kết làm thông gia. Mặc dù Quỳnh đã nhiều lần cương quyết từ chối, cách đây mấy hôm chính Quỳnh đã báo cho An biết tin này, và nàng còn quả quyết với anh rằng nếu gia đình ép quá đáng thì nàng sẽ bỏ nhà trốn, chứ nhất quyết là không chấp nhận. Ông đã vừa lòng chưa? Ông đem xác con gái ông đi mà gả cho họ. Bà vừa gào to vừa lao tới ông phủ vệ như muốn xé xác của ông. Tranh thủ lúc đó, Liễu Huệ nói khẽ với An: cô Quỳnh còn gửi cái vật này cho cậu đây. Đó là một chiếc quạt giấy, vật mà trước đây An đã tặng cho nàng. Và đây là một vật mà ít khi nào Quỳnh chịu rời xa, ngoại trừ. Liễu Huệ nói thêm: cô Quỳnh dặn là đưa ngay cho anh một lượt với cái cuốn sổ đó, nhưng vì quá vội nên là lúc nãy em bị quên, không biết cô ấy có ý gì. An nhìn thấy ở đầu cây quạt có một dòng chữ viết tháo: dù thế nào cũng ở bên em anh nhé. Quỳnh! Thì ra đó là lời chăn chối của nàng, có nghĩa là Quỳnh biết trước được kết cục này, vậy mà An thì vẫn vô tình. Liễu Huệ đưa sơ đồ địa điểm nhà cho An, vừa dặn: chính bà chủ đã dặn em đưa cho cậu, bà không nói điều này cho ông biết. Trong tờ sơ đồ có vẽ một ngôi nhà nằm trong một điển trang lớn ở một vùng núi khá rộng. Huệ giải thích thêm: đây là điển trang riêng của ông bà, cách nơi này khoảng 30 dặm. Nơi đó có sẵn một ngôi nhà khang trang, trước đây xây dựng để cho gia đình nghỉ dưỡng vào mùa hè, nhưng mà từ nhiều năm vừa rồi do ông bận việc quan trường nên là rất ít khi về đó. Nửa năm trở lại đây thì ông bị đau nặng một bên chân, nên là chắc chắn sẽ không còn cơ hội để trở lại đó. Đường đi thì hơi khó, nhưng là nơi có khung cảnh yên bình, thơ mộng. Bà quyết định đưa cô Trúc Quỳnh về đó để mai táng, là có ý để cho cô cậu có điều kiện để gần gũi bên nhau. Bởi bà biết ý của cô và cậu, dẫu âm dương đôi đường nhưng chắc chắn không muốn rời xa nhau. An cầm tờ sơ đồ lên tay mà chua xót trong lòng, anh chép miệng: sống không cho gần nhau thì chết rồi còn có ý nghĩa gì nữa. Liễu Huệ là người hầu của Trúc Quỳnh từ hơn chục năm nay, được cô chủ thương và tin tưởng, mà cả bà phủ cũng yêu mến, nên cô nàng biết khá nhiều chuyện. Cậu không biết chứ đã nhiều lần rồi bà bênh vực cậu quyết liệt, không để cho ông đuổi cậu đi. Bà thương cậu, nhưng mà chức uy quyền quá lớn của ông nên là đành phải bất lực. Anh đâu còn ai khác để tâm sự nên đành phải nói với Huệ: tôi biết chứ, chỉ vì làm theo lời mẹ tôi dặn lúc lâm chung nên tôi mới cắn răng tới đây để đi học. Rồi khi ra trường tôi có ý định sẽ đi tìm một chỗ trọ khác, nhưng mà Trúc Quỳnh thì lại không cho. Huệ thêm vào: cô đời nào lại để cho cậu đi. Cô Quỳnh đã nhiều lần kể cho em nghe về cái chuyện gia đình của cậu và của ông bà phụ hứa với nhau kết thông gia khi cậu và cô Quỳnh cùng lớn lên. Cho đến khi thấy cảnh nhà cậu sa sút thì ông lại đổi ý. Chính cái ngày mà ông phủ tuyên bố hủy hôn thì đã có một lần cô Quỳnh khóc hết nước mắt, đòi bỏ nhà ra đi, làm cho ông phủ phải cho mấy người canh giữ cô thật kỹ. Lần đó là lúc cậu gần thi tốt nghiệp, cậu có nhớ không? An gật đầu. Đó là lần ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, cũng nhờ bà phủ ngăn lại, và cũng vì lo cho Quỳnh nên tôi bấm bụng chịu nhục ở lại đây. Vừa giúp An chuẩn bị hành lý, Huệ lại căn dặn: bà dặn em là đừng để cho ông biết cái chuyện này. Hình như ông cũng không thích cậu dính líu đến bất cứ một chuyện gì trong căn nhà này. Mà này cậu! Liễu Huệ định hỏi thêm một điều gì đó thì vừa lúc đó có tiếng quát tháo của phủ vệ ở bên ngoài, nên cô dừng lại
vừa đi ra vừa căn dặn: khi nào sửa soạn xong, cậu cứ đem đồ ra bờ sông, có chiếc ghe nhỏ đã đợi sẵn ở đó, chừng 20 phút sau thì em sẽ ra tới, em đích thân đưa cậu đi. An ái ngại: đường xa cô đi đâu có tiện. Huệ cười đáp: đâu có sao, em vốn là dân sông nước, lại quen địa hình cái vùng này như là lòng bàn tay, cậu An không cần phải lo. An vừa hồi hộp vừa vui mừng, bởi đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng anh mới có dịp tới chỗ chôn cất của Trúc Quỳnh. Hôm di quan Quỳnh đi, chẳng hiểu có ý gì mà phủ vệ đã quyết liệt ngăn cản, không cho An đi theo. An đã tính liều mạng chống lại quyết định đó, nhưng bà phủ đã ngầm báo cho An cố chịu đựng. Và hôm nay An mới hiểu ý của bà mẹ tốt bụng đó. Bà đã ngầm bố trí cho An chuyển tới sống hẳn ở Điền Trang. Và như vậy là bất cứ một giây phút nào anh cũng ở bên cạnh Quỳnh mà chẳng làm phiền lòng ai. Cũng chính bà đã ngầm vận động cho An chuyển về dạy ở ngôi trường gần Điền Trang, để anh không phải vất vả đi về trường cũ quá xa xôi. Dẫu sao thì An cũng cảm ơn và được an ủi là trong gia đình của phủ vệ vẫn có những người không hề tệ bạc. Cậu An! Nghe tiếng gọi của Liễu Huệ ở phía ngoài cửa sổ, An bước ra và hiểu là có chuyện. An hỏi nhanh: có gì trục trặc không? Huệ đưa cho một gói giấy nhỏ rồi nói: ai gửi cái này cho cậu mà để ngoài ở cửa phòng, em sợ ông nhìn thấy nên là cầm ra đây cho cậu. Vừa tiện báo cho cậu là nên đi ra ngay, trong lúc ông đang có khách ở trên nhà. An cầm gói giấy trên tay, ngạc nhiên hỏi: cái này của ai vậy? Huệ gấp rút chạy đi trước, An đành phải xách vali chạy theo, mà vẫn còn thắc mắc về vật cầm trên tay. Mãi cho đến lúc thuyền đã rời bến, anh mới hỏi: cô nói rằng ai gửi cho tôi cái này? Dạ em không có biết, hỏi bà thì bà cũng không có rõ, cậu mở ra xem là cái gì. An nhẹ tay mở ra và kinh ngạc: cái áo cánh lụa màu vàng này là của Trúc Quỳnh. Liễu Huệ xác nhận: đúng là của cô Quỳnh, nhưng mà lạ quá cậu An. Huệ ngừng tay trèo, cầm lấy chiếc áo lụa nhìn kỹ. Chính tay của em đã giúp bà mặc chiếc áo này cho cô Quỳnh cái hôm tẩm liệm cô ấy, mà sao bây giờ nó lại ở đây? An run lên vì xúc động. Đúng là áo của Quỳnh rồi, nó có mùi thơm của cô ấy. Liễu Huệ đưa trả chiếc áo lụa cho An vừa lẩm bẩm: không lẽ? An hỏi lại: cô vừa nói cái gì? Dạ không có gì. Thật ra Huệ đang nghĩ đến điều mà cô cảm thấy nổi gai ốc. Vốn là một người rất nhạy cảm nên Huệ có thể cảm nhận được điều lạ trước An. Cô lén nhìn An đưa mắt dò xét. Thấy An đang ngây người, cô im lặng để không phá vỡ dòng suy tư của anh. Mãi cho đến lúc thuyền tới một khúc sông rộng thì Huệ mới nhắc: cậu An có nhớ lần mình đi về quê ngoại của cô Quỳnh không? Khi đi ngang qua đây, cô Quỳnh đã đố cậu cái cây dè ra sông kia là cái cây gì. Khi cậu trả lời đúng tên thì cô ấy đã giận cậu. An gượng cười: nhớ, đó là cây bần. Khi tôi nói tên cây đó và ví đó như mình thì Quỳnh đã giận ra mắt, cấm không cho tôi nói như vậy. Mà cũng lạ, tôi nghèo, ví mình như cây mọc bơ vơ ở ven sông đó, sao Quỳnh lại cho tôi yếm thế mỉa mai? Liễu Huệ vẫn còn bênh vực cô chủ của mình. Lúc nào cô cũng muốn cho cậu không mang mặc cảm giàu nghèo, bởi dưới mắt của cô, cậu đâu phải là thầy giáo nghèo, đâu phải là người bị rẻ sống. An nhẹ lắc đầu: thực tế thì nó là như vậy rồi, chối bỏ để làm gì? Thấy An có vẻ không vui, Liễu Huệ thôi không nói chuyện đó nữa, cô chuyển sang một chuyện khác. Em hỏi thật, liệu về sống ở trên Điền Trang này cậu chịu được bao lâu? Tôi sẽ sống mãi ở trên đó. Đó là cậu nói đấy, không ai ép đâu. An xa sầm ngay nét mặt. Từ lâu nay cô Huệ biết tính tôi rồi, đâu bao giờ tôi đùa giỡn với tình cảm dành cho Quỳnh, xin cô tôn trọng cho. Liễu Huệ hốt hoảng: dạ không, em không có ý đó, xin cậu. An lại nghiêm giọng: tôi sẽ ở với Quỳnh, kể cả khi cha mẹ cô ấy không cho nữa thì tôi vẫn tìm cách để ở lại cái Điền Trang đó.
làm người quét lá, dọn vườn cũng được. Huệ pha trò cho nhẹ bầu không khí. Em đang tính là xin với ông bà về điền trang, để ngày ngày được hầu hạ cô Quỳnh như lúc cô còn sống. Vậy chắc là không có việc làm rồi, cậu An rảnh mất rồi còn đâu. An mải lý sự mà quên chiếc áo cánh còn đang cầm trong tay. Khi nhớ ra, anh đột nhiên hỏi Huệ, nhớ là xem có phải chiếc áo này đã cho vào chiếc áo quan không? Huệ gật đầu quả quyết. Chính tay em đưa cho bà, và bà bảo em đặt lên ngực của cô Quỳnh. Bởi khi sống cô rất thích chiếc áo màu vàng này. Trong số 4 năm chiếc áo khác màu, chẳng biết lý do gì em không thể lầm được. An muốn tiết lộ rằng chính anh là người đã mua tặng cho Quỳnh chiếc áo này, và cũng là chiếc áo mà cô nàng luôn mặc mỗi buổi sáng khi đứng nép bên hàng rào tiếp anh đi dạy học. Thưa cậu, Liễu Huệ định nói một điều gì đó, nhưng lúc đó An đang thẫn thờ đưa mắt nhìn ra xa, nên cô chỉ thở dài và im lặng. Đến xế trưa hôm đó thì họ đã đến nơi. Khu điền trang này anh mới đến lần đầu, nên khi vừa bước lên bờ, anh đã hỏi mộ của Quỳnh chôn ở đâu. Ngay bên cạnh của ngôi nhà kia. Tuy nhiên vừa đi đường xa về, nên là cậu không nên ra mộ ngay. Và lại cậu còn đã đi lâu dài mà, lo gì. Anh rất nôn nóng muốn gặp lại người yêu, nên mặc cho Huệ nói như vậy, anh vẫn hấp tấp đưa hành lý vào trong nhà rồi nói với Huệ, cô giúp tôi thu xếp đi, tôi ra ngoài một chút. Không cần hỏi thêm, anh đã bước đi ngay. Và anh tìm được khu nghĩa trang của gia đình, gồm 4 ngôi mộ nằm quây quần bên nhau. Trong số đó, mộ của chú Quỳnh mới được xây, nổi bật giữa thảm cỏ xanh rì. Hôm đi an táng Quỳnh, anh bị cấm không cho theo. Nhưng mà sao lạ quá, trên bia mộ của nàng có đôi dòng chữ màu đỏ được viết khác hẳn với dòng chữ chạm khắc thông thường. Mà những chữ này lại chính là câu thơ của chính An tặng lại cho Quỳnh cách đây đã lâu. Chẳng lẽ cha mẹ của Quỳnh viết nó lên đây? An đưa tay sờ lên 2 dòng chữ, thì từng chữ một dính theo tay của anh và xóa mất đi. Không. An rụt tay về và cảm giác như tay của mình bút lạnh, và màu đỏ kia cũng chẳng khác gì màu máu. Có ai đó vừa viết những dòng chữ này. An chưa biết hỏi ai thì đã có giọng của Liễu Huệ. Đã nói rồi, cậu còn chưa khỏe mà. An quay lại và hỏi, ai đã viết những dòng chữ này lên bia? Huệ ngạc nhiên, chữ nào? An quay lại chỉ, dòng chữ bị ngón tay của anh xóa vừa rồi đã hiện trở lại như trước đó, không thiếu một nét nào. Không tin vào mắt của mình, anh ghé sát mắt và nhìn, vừa định dí tay vào thêm một lần nữa, nhưng lại sợ chữ bị biến đi. Huệ thấy lạ liền hỏi, chuyện gì vậy cậu An? Cô có biết ai viết 2 cái dòng chữ màu đỏ lên cái bia mộ này không? Liễu Huệ bước đến gần rồi lắc đầu. Hôm dựng bia có mặt em, đâu có thấy dòng chữ này đâu. Cô vô tình đưa tay chạm vào và rụt ngay tay về, kêu lên, lạnh quá. Huệ có cảm giác lạnh buốt cả đầu ngón tay. Vừa lúc An đã la lên, cô đừng chạm vào đó. Lần này những dòng chữ cũng bị xóa đi ngay chỗ Huệ vừa chạm vào. Tuy nhiên màu đỏ không bám theo tay của Huệ mà chảy dài xuống mặt đá phẳng bóng, chẳng khác gì những giọt máu đang tuôn trào. Trong lúc An lặng người đi thì Huệ bỗng hốt hoảng lùi lại. Cậu An! An ra dấu cho Huệ đứng yên, còn anh lại đặt tay vào đúng chỗ của những chữ vừa mất. Như một điều kỳ lạ, dòng chữ lại y nguyên như trước. An nói như chỉ muốn cho Quỳnh nghe, anh hiểu rồi, bây giờ anh đã có mặt và mãi mãi ở bên em. Anh quay lại bảo Liễu Huệ, cô có thể về được rồi, tôi sẽ ở lại đây, không cần phải làm quen chỗ này đâu. Nhưng bà phụ dặn em là phải chờ đợi cho cậu sắp xếp mọi việc rồi mới được về, nhất là việc phải dẫn cậu đến trường học ở gần đây để cậu nhận việc đã. An trấn an, không có sao đâu, tôi tự lo liệu được. Liễu Huệ vẫn không chịu, vậy thì cậu cũng phải vào nhà để em dặn mấy điều quan trọng này, bà sẽ rất buồn nếu như cậu không có làm theo. Dẫu đang rất muốn một mình ở lại bên ngôi mộ, nhưng nghe như vậy An đành miễn cưỡng đứng lên đi theo vào trong nhà. Căn phòng chính của căn nhà được dành riêng cho An, cửa vẫn khóa. Huệ nói,
Bà dặn khi tới đây phải chính cậu với lên trên cao để lấy chìa khóa phòng. Ở trên đầu hồi em không có với được. An rất khó khăn mới có thể lấy được sâu chìa khóa bám đầy bụi, chứng tỏ từ lúc để đến giờ chưa một lần lấy xuống. Huệ dặn cậu mở cửa phòng rồi đưa hành lý vào, để em đi làm mấy món ăn cho bữa cơm chiều rồi em về cũng không có muộn. An vừa đẩy cửa phòng vào đã khá ngạc nhiên, thấy trên giường ngủ chăn nệm gối đã được xếp ngay ngắn và còn có mùi hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng khắp căn phòng, dấu hiệu căn phòng mới chứ không phải bỏ lâu ngày. Bật diêm tìm cái đèn dầu hay là nến, nhưng vừa khi đó tự dưng toàn căn phòng sáng trưng, bóng đèn điện đang cháy khiến cho An ngỡ ngàng. An không nghĩ rằng chốn sơn trang này lại có đủ tiện nghi như vậy. Nhưng ai đã bật điện trong khi anh chưa hề chạm vào công tắc? Nhìn một lượt khắp gian phòng, An càng ngạc nhiên hơn, bởi bốn bên tường đều có treo những bức thư pháp toàn những câu thơ của An và Quỳnh, kể cả những đoạn hai người viết cho nhau một cách kín đáo cũng được chép lại ở đây. Mà chữ thì rõ ràng là của chính Trúc Quỳnh. Sao lại thế này? An còn đang hoang mang thì đã nghe tiếng là thất thanh của Liễu Huệ. Cậu An, ra đây xem này. An còn chưa kịp bước ra thì Huệ đã đứng ngoài cửa phòng, sắc mặt hớt hải. Ai đã dọn sẵn cơm rồi? An bước xuống nhà bếp, anh nhìn thấy trên bàn ăn một mâm cơm còn đang bốc khói, ai đó đã dọn sẵn. Cô làm phải không Huệ? Liễu Huệ giọng vẫn còn run rẩy. Em mới xuống là đã nhìn thấy rồi. Nhìn kỹ hơn, An nhận ra toàn những món ăn khoái khẩu của mình. Tuy chưa một ngày chung sống với nhau, nhưng ngoài Quỳnh ra thì chưa một ai dành sở thích của An như vậy. Bởi đã đôi lần Quỳnh hỏi An thích ăn gì, mặt nhạt ra sao, Quỳnh nói phải biết rõ sở thích của anh để sau này khi thành vợ chồng còn biết đường mà phục vụ. Đứng im một lúc, An lẩm bẩm. Chính Quỳnh đã làm cái điều này. Nghe không rõ, Liễu Huệ đành phải hỏi lại. Cậu An nói sao? An nhẹ lắc đầu. Không có gì. Trong lòng của An đang lóe lên một điều gì đó, mà ngay lúc đó anh cười một mình. Ngại Huệ hỏi thêm, An mời Huệ cùng tôi ăn bữa cơm này rồi về kẻo muộn. Chẳng biết ai nấu, nhưng chắc là có ai đó có ý tốt, nên mình cũng chẳng có ngại. Liễu Huệ tìm cách về ngay. Thôi, để em về cho kịp con nước xuôi dễ cậu. Cậu cứ ăn đi. Khi Huệ đi ra tới ngoài, An chợt nhớ nên chạy theo căn dặn. Cô chớ nên kể cho anh nghe những gì đã thấy nãy giờ, kể cả với bà Phụ. Nhưng bà có lòng với cậu mà. An phải giải thích. Biết là như vậy, nhưng mà chuyện hôm nay còn chưa có rõ ràng. Nói e rằng bà sẽ lo lắng. Để vài hôm nữa tôi sẽ theo dõi kỹ rồi sẽ báo về. Huệ vốn tính thật thà, cô hứa liền. Cậu An không cần phải lo, em lúc nào cũng kín miệng, miễn sao cậu được sống yên ổn là tốt rồi. Thôi em về đây. An ra bờ sông đứng, chờ cho Huệ đi thật xa rồi mới quay trở vào trong nhà. Chỉ còn lại một mình, lúc này An mới ngửa mặt lên trời và nói thật to. Trúc Quỳnh, đừng hù dọa anh nữa. Mặc cho An la gào, bốn bề chung quanh anh vẫn im lặng. Trời bên ngoài đã bắt đầu tối. An được trường phân công dạy lớp đệ tam và đệ nhị. Đây là lớp học mà học sinh đều ở tuổi lớn, sắp trưởng thành, nên với một thầy giáo trẻ như An rất khó khi đứng lớp. Biết anh là giáo viên mới chuyển đến, nên hầu hết học sinh lớp đệ nhị đều cứ nhìn thầy mà mỉm cười. Đặc biệt là các nữ sinh, suốt trong buổi dạy đầu tiên, An cố gắng nói cười vừa đủ, nhưng cũng không quá nghiêm túc, bởi anh cũng muốn lấy tình cảm với đám học sinh mới của mình. Lúc ra về, anh đang đi bộ ra bến xe. Khi vừa leo lên xe thì một chị buôn gánh bước lên sau đã nhắc An. Cậu có cái gì dính sau quần kia kìa. An đưa tay gỡ ra và nhìn tờ giấy cỡ bằng bàn tay, có dòng chữ viết khá nắn nót, đẹp nét của một cô gái. Thầy đẹp trai quá, thầy An. Đoán là cô nữ sinh nào đó trong lớp phá mình, An không bực mình mà chỉ cười nhẹ. Anh định vứt mảnh giấy xuống đường, nhưng thấy mọi người trên xe đang nhìn mình, nên An vội nhét đại vào trong túi quần, định về nhà sẽ vứt đi. Từ trường trở về Điền Trang cũng khá xa, lại phải đi qua đò, nên phải hơn nửa giờ sau
anh mới về đến nhà. Thường thì anh phải tự lo bữa ăn nếu hôm nào về trễ. Cái lạ là ở chỗ này, lúc nào ăn dậy về đúng giờ thì có một mâm cơm đã dọn sẵn, còn về trễ thì lại không thấy. Vài lần anh thắc mắc, nhưng sau đó thì anh đã hiểu. Về trễ là bị phạt. Như hôm nay chẳng có mâm cơm, trái lại trên bàn ăn còn có một cái chén không và một đôi đũa nằm chưa trọng. Như thường lệ, anh nói rất khẽ: anh xin lỗi. Anh lại đi nhóm lửa nấu cơm và ăn qua loa. Tối hôm đó anh có nhiều bài phải chấm điểm nên anh phải thức khá khuya, và cũng như những điểm trước, ngồi làm việc thỉnh thoảng anh nhìn qua cửa sổ để chờ đợi. Cái mà anh chờ là một đóa hoa tươi, chẳng biết từ đâu luôn rơi đúng trước mặt của anh khi anh đang ngồi ở trên bàn. Chẳng cần nghĩ ngợi xa xôi, anh cứ cho rằng tác giả của hành động đó là Trúc Quỳnh. Anh thường hướng ra mộ mỗi khi nhận được hoa và luôn cầu khấn: em hãy yên nghỉ, anh luôn chờ em. Những lúc như vậy, anh luôn có cảm giác như một bên má của mình được một ai đó hôn phớt qua. Tối nay anh đợi khá lâu mà chưa thấy bông hoa bay qua cửa sổ rơi trên nền trang vở. Anh thầm nghĩ rằng chắc là nàng đang giận, và có lẽ quá mệt nên trong lúc chấm bài anh đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Đến khi choàng tỉnh dậy, anh cào nhào: lại gục rồi. Anh chợt nhìn thấy đóa hoa tươi đang nằm ở đó, và ngoài ra anh còn phát hiện trên trang vở còn có một dấu chân rất lạ. Không phải là dấu chân người, mà giống như dấu chân của một con vật. Điều này là lần đầu tiên anh nhận thấy. Anh giật mình tự hỏi: con vật gì lại vào đây? Dấu chân lớn hơn chân con mèo, mà cũng lớn hơn chân của những con chó thông thường. Mà ở vùng này, ngoài những con vật đó ra, đâu còn loại nào khác. Chồn cáo thì chân cũng cỡ chân chó, chỉ có cọp hoặc mèo. Nhưng từ ngày trở về đây đến nay đã là mấy tháng, anh có nghe ai nói chốn này có những loài mãnh thú đó. Mà ví dụ có, thì lúc anh ngủ, một khi chúng đã vào được đây thì mạng sống của anh sao còn được giữ lại. Dấu chân còn khá mới, lại còn ươn ướt, chứng tỏ rằng bên ngoài sương đêm đã khá nhiều. Hơi rợn người nên anh xếp sách đóng cửa sổ và đi ngủ. Anh cứ thắc mắc mãi chuyện đó cho đến khi ngủ say trở lại. Sáng dậy, việc đầu tiên của anh là đi ngay ra mộ của người yêu, làm cái việc mà gần 3 tháng này sáng nào anh cũng làm, là đốt cho nàng một nén nhang cắm nơi đầu mộ, nhìn nhang cháy đến gần phân nửa mới trở vào và sửa soạn đi dậy. Hôm nay vừa ra tới nơi, anh đã ngạc nhiên khi nhìn thấy ở ngay đầu mộ có một mảnh giấy nhỏ trông rất quen. Anh chụp vội và đưa lên xem thì càng ngạc nhiên hơn, bởi đó chính là mảnh giấy mà các nữ sinh viết để chọc phá anh. Mình bỏ nó trong túi rồi cơ mà. Vừa lẩm bẩm, anh vừa đưa tay vào trong túi quần thì không còn gặp. Anh lại ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng lẽ Trúc Quỳnh lấy và đưa ra đây. Thay vì chỉ chờ cho nhang cháy nửa cây là anh đã đi dậy như thường ngày. Bữa này anh mắc lo suy nghĩ chuyện đó, nên đến khi nhang cháy tàn anh mới chợt nhớ, hốt hoảng chạy vào trong nhà sửa soạn vội rồi đi thật nhanh cho kịp giờ. Vào lớp trễ gần 10 phút, cũng may anh không bị ban giám hiệu phát hiện và đám học sinh ngồi ngoan ngoãn trong lớp đang đợi thầy. Điều làm cho anh ngạc nhiên hơn là thấy một nữ sinh đang đứng bên cạnh bàn trong tư thế khoanh tay, mặt cô bé đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Em bị sao vậy? Cô bé nói trong sợ hãi. Em xin lỗi thầy, chính em. Cô ta ngập ngừng mãi khiến cho anh phải nhìn xuống lớp hỏi: Thanh Thủy, có chuyện gì vậy mấy em? Có một bạn nữ đứng lên thừa. Dạ thưa thầy, lúc nãy Thủy đi cùng em tới trường, bỗng dọc đường nó lảo đảo như bị ai đó xô, sau đó nó ôm lấy mặt và kêu oai oái. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi nhìn lại thì em thấy hai má của nó đã bị sưng phù. Bị ai đánh phải không? Anh hỏi và nhìn Thủy. Cô bé lắc đầu. Dạ em cũng không biết. Bạn kia nói thêm. Lúc đó chỉ có hai chúng em, đâu có đi chung với ai khác. Anh hỏi lại. Vậy em xin lỗi thầy vì cái lỗi gì? Thủy ngập ngừng một lúc rồi mới nói được. Dạ hôm qua em đã thất lễ với thầy. Em viết... Viết mà viết cái gì vậy em? Ở dưới lớp
nhiều học sinh đã là tỏ. Dạ, bạn ấy viết rồi gắn sau phía túi quần của thầy. Chợt nhớ ra mảnh giấy, An trố mắt. Em là tác giả. Thanh Thủy sợ đến hồn bởi nghĩ rằng thầy nổi giận. Dạ em biết lỗi, xin thầy tha thứ. An kịp bình tĩnh, anh nhẹ giọng bảo. Thôi không có sao, em về chỗ ngồi đi. Anh hướng về phía lớp. Các em im lặng và chúng ta bắt đầu tiết học. Thầy cũng xin lỗi vì đi trễ gần 10 phút. Buổi đứng lớp hôm đó, chính An cũng có cảm giác bất an, cũng chẳng biết là điều gì. Đứng trên bục giảng mà thỉnh thoảng anh như nhột nhạt sau gáy. Lúc bất chợt nhìn lại thì lần nào An cũng thấy ánh mắt của cô nữ sinh Thanh Thủy đang nhìn mình. Cô bé vội cúi gằm mặt và tránh đi. Trong giờ rét chơi buổi học, thầy giám thị tới phòng giáo viên báo cho An biết rằng có một học sinh bị choáng vừa được đưa đi cấp cứu. Khi hỏi ra thì đó chính là Thanh Thủy. Hỏi các bạn thân của cô bé thì An cũng được họ cung cấp thông tin. Thầy không biết chứ Thanh Thủy lớn hơn bọn em đến 2 tuổi. Bạn ấy là con nhà giàu, đáng lý ra đã nghỉ học hồi năm để lấy chồng theo ý của cha mẹ. Nhưng mà Thủy từ chối, quyết phải đi học cho hết năm tú tài rồi mới thôi. Bạn ấy hiền và dễ thương nên là trong lớp ai cũng mến. Hồi sáng khi có chuyện xảy ra, chính Thanh Thủy cũng không có ngờ. Giờ ra chơi sáng thì mới nói riêng với em là chẳng hiểu sao từ đó trở đi, bên tai của Thủy lúc nào cũng có tiếng nói của một ai đó, khiến cho Thủy bất an và sinh bệnh. An tính hết giờ sẽ đi thăm cô học trò, nhưng khi tan học thì bạn bè Thủy báo tin rằng cô bé đã được người nhà đón về. An dặn các học trò: sáng mai nếu mà Thủy vẫn chưa đi học thì em nào biết nhà dẫn thầy qua thăm. Anh ra về với nỗi lòng nặng trĩu về cô học trò. Chuyện Thủy bị những hiện tượng lạ khiến cho An ngỡ ngợ điều đó. Mà chính xác là điều gì thì An cũng không rõ. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên là An đi thẳng ra mộ của Trúc Quỳnh. Thanh Thủy! Anh sững lại và kinh ngạc khi thấy người đang phủ phục trước mộ là Thanh Thủy. Cô gái chừng như không nhìn thấy An, vẫn quỳ chắp tay, mắt nhắm nghiền lại. An lại gọi: Thanh Thủy, sao em? Chợt có một cơn gió rất mạnh thổi tung bụi mịt mù, khiến cho An phải bịt mắt mũi lại. Đến khi nghe hết gió, mở mắt ra thì anh vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy cô gái đâu nữa. Thanh Thủy! An gọi to và quay bốn hướng tìm kiếm, chẳng thấy bóng dáng của cô ta đâu. Vừa định bước đi xa hơn để tìm thì một chân của An vướng vào một cục đá, ngã xoài về phía trước. Vô tình mặt của An gần như chạm vào chút đồ cúng để trước ngôi mộ, và anh lại thấy một mảnh giấy khác nức mùi hương thơm quen thuộc, hương của Trúc Quỳnh. Cầm mảnh giấy lên, An giật mình đọc: có còn thương em không? Nếu hết thì đi theo hướng tây, ắt sẽ gặp được người con gái khác, và đó là lương duyên của anh. Còn bằng không, hãy trở vào trong nhà ngủ một giấc cho đến sáng mai. Khi thức dậy, ắt sẽ biết phải làm gì. Đừng thắc mắc uổng công. Trúc Quỳnh. An vui quá không kiềm chế được, anh ôm bia mộ và kêu lên: Quỳnh ơi! Mảnh giấy theo gió cuốn tung lên rồi biến mất. Vẫn muốn lưu lại đó thêm, nhưng hình như Quỳnh không muốn. Nên trong phút chốc, chung quanh ngôi mộ đã đầy những cành lá bụi bặm, không có một chỗ trống nào để ngồi. An đành thất thểu bước trở về. Đêm hôm đó, An biết chắc rằng mình chẳng thể nào có thể ăn giấc. Tuy nhiên rất lạ, chỉ vừa nằm xuống là An đã ngủ say. Lúc tỉnh dậy, An nhìn ngay thấy dòng chữ bằng phấn viết trên tấm bảng treo ở tường. Đến ngay làng Đông Hà, ấp Hà, tìm nhà ông bá hộ sang, đến ngay kẻo không kịp. Dưới dòng chữ không có ký tên, nhưng giọng văn và nét chữ, An đã biết rằng đó là của Trúc Quỳnh. Đêm hôm đó, trong phòng còn vương lại chút hương thơm quen thuộc. An định không nghe theo, nhưng chẳng hiểu sao như có ai thúc giục, khiến cho anh phải thay quần áo và đi ngay. Cũng may hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần. Chưa quen vùng này, nhưng An cũng không khó để tìm ra xã Đông Hà. Đó là xã giáp ranh với nơi An đang dạy học. Khi anh hỏi thăm vào nhà bá hộ sang thì ai cũng biết họ chỉ ngay. Cậu đi tới chỗ đầu cầu đúc, nhìn thấy ngôi nhà ngói lớn nhất thì đó chính là nhà ông ta. Bộ cậu đi đám ma phải không? An ngạc nhiên chừng bước. Nhà đó có đám ma sao? Vậy thì... Người nọ nói thêm:
Khách đến viếng đông lắm, cậu tới là vừa đó. Tội nghiệp cái con nhỏ, mới lấy chồng mà đã yểu mạng rồi. Nghĩ mình là người lạ, tới trong lúc nhà họ đang có ma chay, e không tiện, nên sau khi cảm ơn người nọ, anh định bước tháo lui thì chợt có tiếng gọi: "Thưa thầy." An nhìn lại thì nhìn thấy ba cô cậu học trò của lớp đề nghị đang đi tới, trên tay cầm vòng hoa tàn. Bọn chúng dèo lên: "May quá, có thầy đi cùng tụi em cho nó đỡ lúng túng. Đi nhanh lên thầy." An lưỡng lự, nhưng mà đám tang nhà ai? Một cô bé tên là nói ngay: "Đến nơi thầy sẽ ngạc nhiên, đi nhanh lên thầy." Cô bé tên Sương thì nói: "Nhà bá hộ sang chứ nhà ai, và lại nhà con..." Cậu học sinh lại chặn lời: "Đừng nói, để tới nơi thầy sẽ ngạc nhiên." Thấy mấy cô cậu học trò cứ úp mà, An định hỏi thêm thì chúng đã kéo tay anh đi. Từ chỗ đó đến cầu đúc không xa, nên chỉ 5 phút sau là họ đã đến. Cô bé tên Lan liến thoáng: "Có thầy tới nó mừng lắm." "Ai mừng?" "Ủa vậy trước khi tới đây thầy chưa biết rằng đám tang của nhà ai sao?" Anh lắc đầu: "Không." "Nhà của..." Cậu nam sinh lại chặn lời: "Để chút nữa thầy sẽ biết." Vừa khi đó từ trong nhà có một người chạy ra: "Thầy ơi, thầy cứu chị con." Anh sững sờ khi người đó là Thanh Thủy. Anh ngơ ngác: "Em, sao tại sao em lại ở đây?" Lần nói nhanh: "Đây là nhà nó mà thầy, hôm nay..." Thủy không e ngại nữa, cô chụp lấy tay An rồi lôi nhanh vào trong nhà. "Thầy vào mau đi." Lúc thấy An bước vào thì một người phụ nữ lớn tuổi hỏi ngay: "Ai đây con?" Thủy đáp liền: "Thầy An đó má, thầy giáo mà suốt đêm rồi, chỉ hai con trong lúc mây sáng đã gọi tên." Bà bá hộ sang cũng xèo lên: "Cậu tới đây giúp con gái tôi với." Lúc đó có giọng người đàn ông: "Giúp cái gì nữa, khi mà xác con hai đã lạnh ngắt rồi, ngưng thở từ khuya rồi." Đó là ông bá hộ sàng. Mọi người vừa nhìn thấy ông đã im thiên thiết, không ai dám khóc. Chỉ có bà lại tiếp tục gào lên: "Ông để con nó chết thảm như vậy mà đành lòng sao?" Anh nhìn thấy xác một người đã liệm vào trong quan tài mà chưa đóng nắp, một cô gái còn khá trẻ, trông hào hào giống với Thanh Thủy. Lúc đó Thủy cũng kịp lên tiếng: "Chị hai em tên là Diệu Hoa, lớn hơn em 2 tuổi. Ngày hôm qua lúc đang tiến hành lễ cưới thì bỗng lăn đùng ra chết, mà chẳng có bệnh tật gì." Bà bá hộ nắm tay An và lượn: "Cứu con tôi với thầy." Thủy lại phải nói rõ hơn: "Lúc ngã lăn ra hôn mê thì miệng chị Diệu Hoa luôn gọi tên của thầy, bảo phải đi tìm thầy tới đây cho chị. Em chưa kịp đi thì chị ấy đã tắt thở." An ngạc nhiên: "Sao cô ấy lại biết thầy? Có khi nào là sự nhầm lẫn không?" Thủy lắc đầu: "Em nghĩ là không lầm, bởi khi gọi tên thầy thì chị Diệu Hoa lay tay của em. Em hiểu đó chính là thầy, mặc dù chị ấy chưa biết thầy bao giờ." Bà bá hộ cũng nói: "Nó còn bảo rằng phải tìm cho bằng được thầy, để thầy chạm vào người nó thì nó sẽ tỉnh lại. Nhưng đó là lúc nó còn đang hôn mê, chứ bây giờ ngừng thở rồi thì còn hy vọng gì nữa." Rồi bà hướng về những người đang đứng chung quanh: "Cũng tại cái thằng chồng nó, lúc con Diệu Hoa vừa kêu tên thầy An thì nó nổi máu ghen toáng lên, hỏi An là cái thằng nào. Nó cho rằng An chắc là người yêu cũ của con Hoa. Cũng tại tiếng hét của nó quá lớn nên con Hoa mới tắt thở." Có giọng của một ai đó, có lẽ là thân nhân bên nhà chú rể: "Ai mà không ghen khi mà đang giữa đám cưới, vợ mình lại kêu tên của một người đàn ông khác." Thủy nói khẽ với An: "Thầy đừng chấp những lời của họ, em xin thầy hãy đốt cho chị em một nén nhang." An làm theo lời, anh thành tâm chấp tay khấn vái: "Tôi là thầy giáo An, nghe chuyện tôi quá đỗi ngạc nhiên, bởi cô chưa bao giờ biết tôi. Nếu mà có sự nhầm lẫn thì xin hiểu rằng tôi tới đây với tấm lòng thành." Chợt An giật mình, lời khấn của An vừa dứt thì đôi mắt của xác chết khẽ động đậy. Chẳng riêng gì An thấy, mà Thanh Thủy đứng bên cạnh cũng thấy. Cô kêu lên: "Chị Hoa, chị đã." Bằng một phản xạ tự nhiên, An chợt đưa tay chạm vào thành quan tài. Vừa khi ấy, bàn tay của xác chết chụp lấy ảnh và siết chặt. An vốn nghe người ta kể về trường hợp hồi sinh của xác chết, nên thay vì hốt hoảng, anh lại bình tĩnh, đưa bàn tay còn lại
vịn lên bàn tay kia. Đó là tư thế vừa để gỡ bàn tay đang siết chặt, vừa có tác dụng vận dụng sức lực tự vệ. Tuy nhiên, thật bất ngờ, cả thân thể của người chết bỗng ngồi bật dậy. Đôi mắt của Diệu Hoa mở to ra và kêu lên mừng rỡ. Anh đến với em rồi. Lần này An hốt hoảng thực sự. Bản chất một nhà giáo khiến cho An không thể tay chồng tay với một cô gái khác mà không phải là người yêu của mình. Anh định rút tay về thì cả hai bàn tay của Diệu Hoa lại càng siết chặt. Cô bà Bá Hộ thấy con mình sống lại thì mừng quá. Hoa. Trong khi đó thì những người khác do quá sợ hãi đã ù té chạy. Có người còn gào lên: Mà đội mồ. An thì lúng túng quay sang cầu cứu với Thanh Thủy: Giúp thầy. Bỗng anh nghe thấy giọng nói từ miệng của người sống lại: Đợi em xuống. An bỗng ngoan ngoãn làm theo. Anh đỡ Diệu Hoa ra khỏi quan tài, dìu ra ngoài. Bà Bá Hộ định nhào tới để ôm lấy con thì Diệu Hoa đang nghiêm giọng nói: Chỉ thầy An mới được chạm vào người tôi thôi, bất cứ ai khác chạm vào là tôi chết trở lại. Trong âm thanh của nàng có cái gì đó khiến cho bà Bá Hộ và cả Thanh Thủy nữa nghe cảm thấy khác lạ, bởi nó không giống với tiếng nói quen thuộc của chị Diệu Hoa bình thường. Bà quay sang Thủy hỏi khẽ: Con Hoa bị sao vậy? Thủy đưa mắt nhìn chị mình thì bất chợt Diệu Hoa chỉ thẳng tay vào mặt: Không được đứng gần thầy An như vậy. Kìa chị Diệu Hoa, lùi ra ngay, nếu không thì đừng có trách. Bỗng Thanh Thủy lùi ra sau mấy bước, vừa lắp bắp nói: Cô ấy, chính cô ấy đã đánh em, cô ấy. An còn chưa biết phải làm gì thì đã bị cô nàng nắm chặt tay và kéo đi. Anh vào đây, cởi giúp em mấy thứ quần áo lỉnh kỉnh này, ai lại mặc 2-3 lớp, nóng muốn chết. An chỉ lại, ngược đỏ mặt: Đâu được, cứ để tôi. Lúc này nàng ta trừng mắt nhìn thẳng vào An: Đến lúc này mà anh chưa nhận ra em sao? Giọng nói thật là quen thuộc, An kêu lên: Trúc Quỳnh. Giữ hồn, mới vắng có mấy ngày mà đã sinh tâm rồi. An càng bối rối: Nhưng mà tại sao? Thấy mọi người chăm chú nhìn mình, cô nàng gắt lên: Bộ chưa từng thấy phụ nữ sao mà nhìn dữ vậy, đi hết đi. Đến lúc này một số người còn nán lại vì tò mò đã phải rút hết, chỉ còn vợ chồng Bá Hộ Sàng và con cái trong nhà. Ông Bá Hộ giờ mới lên tiếng: Đứa nào chạy đi kêu thầy Tư Núi đi con, sao lại có cái chuyện kỳ lạ này chứ? Diệu Hoa nghe nói như vậy đã quay sang trừng mắt: Với bất cứ ai bước ra đi kêu thì phải bước qua xác của tôi đã. Ông Bá Hộ Sàng xưa này chỉ quên quát nạt và ra lệnh cho thiên hạ, chứ ít khi phục tùng ai khác. Vậy mà trước cái quắc mắt đó khiến cho ông sợ thất thần, câm như hến. Cả bà cũng như vậy. Diệu Hoa nói như ra lệnh: Những gì liên quan tới sinh lễ của Diệu Hoa đều không còn ý nghĩa nữa, hãy đem trả lại hết cho nhà trai. Vừa nói xong thì cô ta lôi An đi vào trong nhà. Trước sự sợ hãi của An và sự kinh ngạc tột độ của gia đình Bá Hộ Sàng, thậm chí mấy cô cậu học trò bạn của Thanh Thủy cũng cảm thấy lo ngại. Họ bàn với nhau: Phải làm gì để cứu thầy An đi chứ Thủy? Thanh Thủy chưa hết bàng hoàng, cô lẩm bẩm: Hình như đây không phải là chị Diệu Hoa. Ở ngoài cổng có tiếng huyền náo. Cha mẹ chú rể và cả chú rể Tấn Đạt cùng chạy vào một lượt. Họ được tin báo cô dâu đã sống lại thì mừng rỡ chạy sang ngay. Đạt lên tiếng trước: Đâu vợ con đâu? Bà Bá Hộ lúng túng: Nó. Nhà cha nhìn thấy Diệu Hoa đang nắm tay của An kéo vào trong nhà thì sững sờ. Bà chủ tử vốn là người mồm miệng nhanh hơn chân tay nên la lớn cho cả xóm cùng nghe. Mấy người gả con gái chưa đưa dâu về nhà chồng mà đã rước trai về nhà cho nó rồi, bởi làng xóm tới mà coi. Trong lúc mọi người chưa kéo tới xem thì bỗng nhiên bà ta đã ngã lăn ra, miệng học máu tươi như bị ai cắt cổ. Tấn Đạt thấy mẹ bị như vậy thì hốt hoảng: Má làm sao vậy? Anh ta đang sôi máu vì ghen nên đã gào lên: Con dâm phụ, mày đã sinh tâm mà còn hại má của tao nữa. Lời của anh ta vừa dứt thì cũng là lúc ngã theo mẹ. Tình trạng y như vậy, ông chủ tự còn đang bàng hoàng thì từ trong nhà Diệu Hoa bước đi ra. Cô lột hết đồ nữ trang sính lễ trao lại: Bác hãy cầm những thứ này và về, còn hai người kia
Nếu họ đừng nói bậy nữa thì lát nữa họ sẽ khỏe lại, không có chết chóc gì đâu. Nhưng mà nên nhớ, Diệu Hoa mà ông bà coi là dâu đã chết rồi. Nói xong, cô không đợi xem phản ứng đã bước nhanh vào trong nhà. Đi ngang qua chỗ của Thanh Thủy đứng, cô ta nói: cô cho thu xếp tang lễ lại đi, ai có hỏi thì nói rằng Diệu Hoa không còn là con nhà này nữa. Và một lần nữa, cô ta nắm tay của An dẫn đi thẳng vào trong phòng riêng. Thanh Thủy nhìn thấy mấy người bạn học hội ý: mấy bạn có cách nào để cứu thầy An không? Tội nghiệp thầy quá. Lan nhanh nhỏ: tại sao mình không có cửa phòng để phá không cho chị ấy làm hại thầy? Họ làm ngay. Trong lúc gõ cửa, Lan đẩy mạnh tay làm cho cánh cửa bật vào bên trong. Em xin lỗi, em chỉ muốn gặp thầy An. Nhưng khi nhìn vào bên trong thì lại không có một ai. Căn phòng trống không. Thanh Thủy phải nói to lên: chị đâu rồi Diệu Hoa? Không có tiếng trả lời. Rõ ràng họ vừa vào đây mà. Họ chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệu Hoa và thầy An đâu cả. Vừa xách giỏ thức ăn bước từ bến đỏ lên, Liễu Huệ nghe ai đó gọi mình. Cô quay lại thì không thấy ai. Nhưng khi bước thêm được mấy bước thì Huệ cảm thấy như chiếc giỏ đã bị ai đó nắm ghì xuống. Nhìn lại, Huệ vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy món đồ ăn nào ở trong giỏ. Ủa? Liễu Huệ không tin vào mắt của mình nên cố xúc tìm. Vẫn là một chiếc giỏ không. Những vật trong giỏ bao gồm quần áo, thức ăn khô và một số giấy bút, những thứ mà chính tay bà phụ vệ chuẩn bị và sai Huệ mang tới điện trang cho An. Hôm qua chính bà đã bảo rằng Trúc Quỳnh đã về trong giấc mộng, bảo rằng mang những món cần thiết. Bà nói với Huệ: nó dặn mày tới đó, đặt giỏ đó rồi về ngay, đừng có la cả ở lại. Liễu Huệ không tin điều đó, bởi lúc còn sống thì cô Quỳnh đối với nó khác nào chị em ruột. Sao lại có chuyện cấm đoán này? Huệ định bụng đi gặp An rồi cô sẽ tìm cách ra thăm mộ cô chủ rồi mới trở về. Nhưng bây giờ mất hết đồ trong giỏ thì phải biết ăn nói làm sao. Huệ một lần nữa nhìn quanh xem có ai lấy cắp đồ của mình không. Tuyệt nhiên không có một ai. Con đường rẽ về phía điện tràng là con đường riêng, nên khách sau khi lên đến đã rẽ về hướng khác. Mãi suy nghĩ miên man mà đã tới điện trang từ lúc nào. Khi thấy cổng rào không chốt, Huệ bước thẳng vào mà không lên tiếng hỏi: kìa sao lại? Liễu Huệ sững sờ khi thấy đang trên bàn ăn là những món đồ mình vừa bị mất, không thiếu một món nào. Cô còn đang ngơ ngác thì chợt Huệ giật mình quay lại bởi có tiếng bước chân từ phía sau lưng của mình. Cô là... Lúc đó Diệu Hoa đang mỉm cười nhìn thẳng vào Huệ. Con nhỏ thật vô tình, mới có mấy tháng mà đã quên rồi. Nghe giọng nói quen thuộc của Trúc Quỳnh, Liễu Huệ đảo mắt nhìn, nhưng rõ ràng âm thanh vừa rồi phát ra từ miệng cô gái này. Con quỷ này thật là vô tâm, đem đổ cho cậu chủ mà hớ hênh như vậy. Nếu không có ta thì còn gì. Bấy giờ Huệ mới kịp trấn tĩnh: cô là chính cô. Vừa khi đó An từ bên trong bước ra. Anh thật tự nhiên bước tới ôm vai của Diệu Hòa. Sao cô cháu gặp nhau mà cứ trơ mắt nhìn như vậy? Trúc Quỳnh, em hãy... Huệ kêu lên: kìa cậu An, sao không chào ta đi con quỷ này? Đúng kiểu nói đùa của Trúc Quỳnh lúc sinh thời. Huệ không tin vào tay của mình, cô hỏi lại: cô vừa nói gì? Diệu Hoa bất chợt ôm chập lấy cánh tay của Huệ rồi siết chặt. Huệ đờ người ra, miệng lắp bắp: cô là... Tao là Trúc Quỳnh đây con khỉ này. An giải thích: Huệ ở lại đây chơi rồi tôi và Quỳnh sẽ giải thích thêm. Người này chính là Quỳnh đó. Huệ cứ nghĩ rằng nếu là Trúc Quỳnh hiện thân thì cơ thể phải lạnh buốt như xưa. Người ta vẫn nói đã là ma thì người phải lạnh, không có sinh khí. Nhưng tay của Diệu Hoa thì bình thường như người khác. Biết là Huệ đang hoài nghi, Diệu Hoa kéo tay cô bé ra ngoài rồi nói: đi ra đây rồi sẽ hiểu. Cô ta dẫn Huệ đi thẳng đến chỗ phần mộ của Trúc Quỳnh. Huệ vô cùng kinh ngạc khi tên ghi trên bia mộ không còn phải là Trúc Quỳnh nữa, mà thay vào đó là Diệu Hoa. Sao lại thế này? Đừng ngạc nhiên, thay hồn đổi xác là chuyện đã từng xảy ra. Cái xác trong phần mộ là của ta, nhưng hồn là của Diệu Hoa. Như vậy
Mộ này vừa là mộ của Trúc Quỳnh, vừa của Diệu Hoa. Nhưng ta thì không muốn chết, không muốn xa chàng, nên bây giờ vẫn còn là Trúc Quỳnh. Liễu Huệ vốn tính thật thà, cô đâu dễ chấp nhận. Làm sao có thể như vậy được? Cô Quỳnh chết rồi, cô Quỳnh nằm trong mộ này không thể nào. An kịp bước ra giải thích. Ban đầu tôi cũng không có chịu tin, nhưng khi đi dự đám tang cô chị của một học trò, tôi đã chứng kiến tận mắt việc này nên không thể phủ nhận được. Đây chính là hồn của Trúc Quỳnh. Cô ấy thác oan nên hồn phách không thể siêu thoát được. May gặp người con gái có cùng hoàn cảnh, bị ép duyên tự tử, nên hồn của Trúc Quỳnh đã kịp thời mượn xác của người đó mà sống lại. Anh thuật lại chi tiết hơn chuyện đã xảy ra cho Huệ. Cô về thuật lại cho bà phủ nghe, nhưng mà nhớ không được đồn ra ngoài, bởi chúng tôi chỉ muốn được sống yên ổn ở đây. Dẫu không tin, nhưng trước lời xác nhận của An, Liễu Huệ đành phải im lặng, đứng hết nhìn ngôi mộ, rồi lại nhìn Diệu Hoa. Chốc chốc, Diệu Hoa lại nắm tay của Huệ, giống như cử chỉ ngày xưa, giọng trìu mến. Hãy tin cô, xưa nay cô chưa bao giờ nói dối Huệ. Qua giọng nói, Huệ xác nhận chắc chắn đó là Quỳnh. Tuy nhiên cô làm sao có thể quên được chuyện cô chủ của mình. Trúc Quỳnh củng cố thêm niềm tin cho Huệ. Em ở lại đi, trưa nay cô sẽ nấu món canh rau tôm thịt mà thường khi cô vẫn nấu cho cả nhà ăn. Đó đúng là món canh độc nhất vô nhị, bởi chỉ có Trúc Quỳnh mới nêm nếm đạt đến độ thơm ngon mà không một ai có thể nấu được. Do vậy, trưa hôm đó, Liễu Huệ ở lại để dùng bữa cơm trưa. Ngoài món canh tuyệt ngon, còn có những món ăn khác mà đã hơn chục năm ở chung trong nhà, Huệ đã được Trúc Quỳnh cho ăn. Hương vị không thể lẫn lộn với ai được. Thậm chí lúc ăn, tuy là trong lốt Diệu Hoa, nhưng từ cách ăn, cách cười đến giọng nói đều giống y như là Trúc Quỳnh. Thấy Huệ cứ nhìn mình mãi, Diệu Hoa phải nhắc. Em phải ăn cho nhanh và cho no, rồi còn trở về nhà cho bà hay mọi việc. Nhớ là chỉ cho mình mẹ ta biết thôi, còn cha ta thì ta đã có cách cho ông hay sao? Khỏi phải nói, cũng biết sự kinh ngạc của bà phủ vệ lên tới mức nào. Khi nghe Liễu Huệ thuật lại, lúc đó dù trời đã tối, nhưng bà vẫn đòi phải đi tới điểm tràng ngày. Huệ khuyên bà, tối quá đã hết đò rồi, mà tự chèo thuyền đi đang là mùa nước lũ, một mình con không thể nào chèo được. Tuy biết là lời khuyên đã đúng, nhưng bà phủ vệ vẫn đứng ngồi không yên. Đêm hôm đó, bà gần như là thức trắng, khiến cho ông phủ phải gặn hỏi. Có cái chuyện gì mà làm bà như vậy? Hay là nhớ con Trúc Quỳnh? Ông hỏi mà không chờ đợi vợ trả lời. Liền đó ông lại nói tiếp. Chẳng hiểu sao, hai đêm vừa rồi, tôi nằm mơ thấy một đứa con gái lạ lùng, đứng ngay ở đầu giường và cất tiếng gọi. Nó vừa gọi vừa khóc. Bà bị kích động ngay bởi tiết lộ đó. Nó nói gì? Nó bảo là nếu mà tôi đừng khắt khe, thì một ngày nào đó, nó sẽ là con gái của nhà mình. Mọi chuyện hầu như trùng hợp với những gì Liễu Huệ kể lại, nên bà Phú không thể giấu được, phải kể lại cho ông nghe. Bà hỏi, ông có tin chuyện này không? Ông Phủ sau vài giây suy nghĩ đã nhẹ gật đầu. Thế là sáng sớm hôm sau, vợ chồng phủ vệ cùng với Liễu Huệ đi chuyến đò đầu tiên đến khu điện trạm. Họ cũng giống như Liễu Huệ, lúc đầu nhìn thấy Diệu Hòa. Tuy nhiên khi nghe cô lên tiếng thì họ đã ngơ ngác. Con đây mà, bà má không nhận ra hình hài của con, nhưng mà giọng nói cũng không biết sao nữa, con là Trúc Quỳnh đây. Để cho ba má tin, con sẽ nói ra các thói quen của ba má và những vết thẹo, nốt ruồi riêng trong người mà người ngoài không thể nào có thể biết được. Cô kể vanh vách mọi chi tiết, đến nỗi ông phủ vệ phải lên tiếng. Quá đúng rồi. An quỳ trước mặt của họ lễ phép nói. Thưa hai bác, nếu được phép thì từ lúc này con xin được gọi là bà má. Bà Phủ vốn dễ tính và thương An nên gật đầu ngay. Riêng ông Phủ thì chỉ im lặng. Ông rắn mắt nhìn Liễu Huệ rụng. Mình đi ra ngoài mộ đi ông bà. Họ kéo nhau ra phần mộ. Khi thấy tên trên bia mộ đổi khác thì bà Phủ không hài lòng. Sao lại là tên Diệu Hoa? Bấy giờ chính Diệu Hoa giải thích. Hồn con bây giờ đã trở lại dương thế rồi, thì sao lại có bia mộ mang tên con được? Bộ ba má muốn con gái của mình chết trở lại hay sao? Hai ông bà hốt hoảng. Không, không. Bà nói, thôi, xác của ai cũng được, miễn là con trở về nhà với ba má là được rồi.
bà má sẽ giải thích với mọi người. An muốn nói nhưng Diệu Khoa đã chặn lời. Tuy con đã mượn xác sống lại, nhưng đời con đã chót gắn liền với người con gái tên Diệu Khoa, cho nên mãi mãi con và An phải ở lại đây. Ông Phụ ngạc nhiên gặng hỏi, sao ở lại chốn này? Con nên nhớ là ba má chỉ có mình con thôi. Diệu Hoa vội đáp, nằm dưới mộ là thân xác của con, hồn nhập vào Diệu Hoa có điều kiện, con không thể sống xa phần mộ quá lâu một tuần. Do vậy con và An sẽ sống ở đây, thỉnh thoảng tụi con sẽ về để thăm ba má một lần, cho đến khi nào con sinh con. An nói rõ hơn. Theo điểm báo trước mà lúc nhập hồn vào Diệu Hoa, Quỳnh đã được biết cô ấy sẽ sinh đôi ở lần đầu tiên, sẽ là hai đứa con gái. Và đến lúc đó thì một đứa sẽ ở bên nhà Diệu Hoa, còn đứa kia về sống ở nhà với ba má. Bà Phủ la lớn, sao lại có chuyện đó được, nó sẽ là con cháu của tôi mà. Diệu Hoa nghiêm giọng, cái gì cũng có giá của nó, con được hồi dương là qua xác của người khác, vậy nên cũng phải trả nghĩa cho người ta một giọt máu chứ. Như vậy vong hồn của Diệu Hoa nằm trong thân xác của con dưới mộ mới yên ổn. Và lại tụi con đã thề nguyện với nhau trước ngôi mộ này, từ nay về sau xem đây là mộ chung, ngôi mộ tình. Ngày sau khi tụi con chết thì cũng xin bà má cho mai táng chung ngôi mộ này. Không thực sự hài lòng nhưng ông bà Phủ cũng phải chấp nhận. Riêng Liễu Huệ thì tình nguyện. Ông bà cho phép con từ hôm nay được ở lại chốn này, con sẽ sống với cô Trúc Quỳnh như ngày xưa.